Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chuyên mục Audio Văn Học. Và chị là Lan Anh. Ngày hôm nay, chị sẽ đồng hành cùng các bạn trong đề văn số 12 nhé. Đề văn số 12 như sau. Trong cuộc sống, có rất nhiều sự việc khiến em có ấn tượng sâu sắc. Em hãy viết bài văn biểu cảm, bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình về một trong những sự việc đó. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Bài làm. Mỗi chúng ta đều là những cá thể riêng biệt không hoàn hảo. Ai cũng sẽ có lúc mắc phải những sai lầm, thiếu sót. Và sự đố kỵ, tị nạnh trẻ con của mình với Hoa, con của dì, em họ tôi mà tôi đã tự gây nên sự khó chịu, buồn bực trong mình. Đây là sự việc gây ấn tượng mạnh mẽ trong tôi đến bây giờ. Ấy là vào buổi sáng ngày Chủ nhật, ngày mà tôi lúc nào cũng mong đợi nhất, ngày tiếp thêm động lực nhất để tôi cố gắng hoàn thành bài tập và trải qua một tuần học tập đầy mệt mỏi. Sáng Chủ nhật hôm ấy, mẹ cầm lên phòng tôi một hộp quà được bọc bởi giấy màu sắc sặc sỡ và đẹp mắt. Mẹ bảo ấy là món quà sinh nhật mà dì tặng cho tôi khi biết tôi vừa đạt giải học sinh giỏi thành phố. Tôi rất háo hức và tò mò, không biết bên trong sẽ là gì. Đến khi tôi mở quà ra, thì ngược lại với mong đợi, sự háo hức của mình. Tôi cảm thấy có chút thất vọng khi trong đó là chiếc váy màu đỏ được tô điệp bởi những bông hoa trắng rất nổi trội. Vốn không thích màu sắc rực rỡ, lại cộng thêm sự không cân đối, hài hòa trong thiết kế. Nên tôi đã bảo, tỏ thái độ với mẹ và khẳng định mình sẽ chẳng bao giờ mặc chiếc váy đó, dù cho mẹ tôi nhắc lại nhiều lần đó là tấm lòng của dì dành cho tôi. Khoảng 2 tuần sau, mẹ lại dẫn tôi ra một tiệm quần áo trẻ em để chọn cho mẹ một chiếc váy làm quà sinh nhật cho Hoa. Khi bước vào cửa hàng, tôi đã bị cuốn hút bởi một chiếc váy bò màu xanh có thắt nơ ở giữa cổ. Thấy tôi ngắm nghía nó hồi lâu, mẹ lại gần và hỏi tôi thấy chiếc váy này có hợp với Hoa không? Lúc đầu tôi định trả lời là có, chiếc váy rất đẹp. Nhưng bất chợt nghĩ đến chiếc váy hoa màu đỏ mà dì tặng cho tôi. Tôi cảm thấy thật không công bằng chút nào khi mẹ mình tặng cho Hoa chiếc váy đẹp thế này mà mẹ Hoa lại tặng cho mình một chiếc váy không mấy ưa nhìn. Vì vậy, tôi đã trả lời với mẹ rằng chiếc váy đó không đẹp chút nào, cũng không hợp với Hoa. Tôi tiện tay chỉ vào một chiếc bên cạnh màu hường mà theo cảm nhận của tôi, nó còn kinh khủng hơn chiếc váy kia rất nhiều. Vậy là mẹ tôi quyết định mua nó làm quà tặng cho Hoa. Buổi tối hôm ấy, mẹ lên phòng tôi và bỗng nhiên đưa cho tôi chiếc váy buổi chiều tôi chọn cho Hoa. Mẹ bảo mẹ biết tôi không thích quà của dì, nên hôm nay mẹ dẫn tôi ra cửa hàng mua một chiếc váy khác cho tôi, nhân tiện tặng sinh nhật cho Hoa. Mẹ thấy tôi bảo chiếc váy màu hường đẹp, nên mẹ mua hai chiếc giống nhau để tôi đỡ tủi thân. Khi biết được điều đó, tôi vừa ngạc nhiên bẽ bàng, vừa tiếc nuối, hối hận và tự trách mình. Tôi ngạc nhiên trước sự thấu hiểu và yêu thương của mẹ. Tôi tiếc nuối vì nếu bảo mẹ chiếc váy bỏ kia là tôi thích thì tôi đã có được nó. Tôi càng hối hận và tự trách chỉ vì sự tị nạnh, ghen tị và đố kỵ nhỏ nhen của mình mà tôi đã tự đẩy bản thân mình vào tình huống không ngờ, tự làm cho mình thấy khó chịu, tự trách. Lúc ấy tôi đã thú nhận với mẹ vì sai lầm của mình, vì suy nghĩ thiếu sâu sắc cùng sự đố kỵ trẻ con. Mẹ chỉ cười, không trách tôi, mà khuyên bảo tôi lần sau cần học cách thành thật với cảm xúc của mình. Mẹ bảo tôi chiếc váy dù đẹp hay chưa đẹp, hợp thẩm mỹ của mình hay không, thì đó cũng thể hiện sự quan tâm, tình cảm của người khác dành cho mình. Mẹ dặn tôi phải biết trân trọng, cảm thấy biết ơn và nỗ lực hơn để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Khi ấy tôi cảm thấy bản thân đã quá trẻ con, vô tâm và có lỗi với hành động của bản thân. Khi ấy, tôi đã tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ được hành động như vậy nữa và tôi đã sửa chữa sai lầm đó bằng cách tự dùng tiền tiết kiệm của mình để mua tặng Hoa chiếc váy bò kia. Tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm, thoải mái sau khi sửa chữa sai lầm ấy. Và từ lần đó, tôi nghe lời mẹ luôn biết nói cảm ơn, biết trân trọng những điều người khác làm cho mình. Tôi cũng dần học cách cho đi, bởi vì sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Sự việc ấy đã khiến tôi nhớ mãi, ấn tượng mãi, nó như một bài học quý giá về cách ứng xử, về cách nghĩ, mà hơn cả là cách ta biết cho đi, biết trân trọng những điều quý giá.
tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ mắc sai lầm. Và điều quan trọng là chúng ta phải rút ra được bài học, rút ra được kinh nghiệm sau sai lầm ấy để không mắc phải nó nữa, và cũng để bản thân hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn rất là thú vị. Và hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn sẽ học được nhiều hơn cách cho đi và sống thật với những cảm xúc của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục audio lần sau nhé.